Hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì Hero qua rồi anh em ạ. Bữa nay mình sẽ quay trở lại với những con game bắn súng khác. Thì bữa nay mình sẽ chơi con tiếp cái con Bách Flash với việc khóa nha. Đèn laser phụ kiện nha. À giảm giật à. Ui bắn cái quỷ nhưng mà cần cho giảm giật trời ạ. Nhiệm vụ lần này là mình phải chạy về phía bên kia cây cầu và không để đồng đội mình chết. Bên kia vé to đây rồi. Mình có cây súng máy nhưng mà mình thấy bắn nó không có được cơ động anh em. Mặc dù nó đam to mà nó nhiều đạn nhưng mà nó mình cảm giác như nó bị chậm mỗi lần mà nó thay đạn hoặc là di chuyển ấy. Cho nên mình sẽ chuyển qua cây súng cơ động hơn. Mấy con này mà chỉ cần bắn vô điểm yếu nó là nó chết liền à. Đấy. Ha, súng game offline mà súng giật dữ bay. Bắn cũng phải ghiềm với em ạ. Con này điểm yếu nằm đâu nhỉ? Phải đầu không ta? Không phải đầu nó đâu. À thế là trên dài đó anh em ạ. Thôi di chuyển đi, di chuyển đi, di chuyển đi. Đấy, súng này nó cơ động hơn nè. Bắt cua, bắt cua, bắt cua. Di chuyển đi, đừng có để. Đấy, có lụ đạn nè. Lụ đạn hay bình ga vậy? À, bình ga, chơi luôn. Ga hơi nặng nha. Ngu, ngu, mày ngu chưa? Ô, công nhận bắn zombie mà mình thích nhất là mấy khẩu SMG với lại khẩu shotgun đó anh em ạ. Hiểu cái cơ động ấy. Với lại mình chơi đột kích quen ấy. Di chuyển nó dễ cho nên là mình có cảm giác như vậy luôn á. Mặc dù chơi game offline. Á, à, con này điểm yếu nằm ở đâu ta? Thấy rồi. Cái team ở đây nè. Đấy, nằm ở bên vai à. Nhưng mày không phải là game bắn zombie đâu mấy cha ơi, di chuyển đi. À, cái con nó mỗi lần mà nó nổ phát là nó văng xít ra. Đấy, bắn ngay cái dây đó là nó nổ rồi anh em. Sao zombie tập trung đây đông vậy? Như này có cái gì hot vậy? À, xe. Xe này lái được không? Ui, cái định mệnh đó, nó chỉ mình đi lên trên anh em à. Mình quên mất mình phải để ý vừa chạy zombie mà để ý cái hướng nữa, cái mục tiêu nữa. Nó đập, mày đập là mày chết, mày đập là mày sẽ hở sườn. Lên trên, lên trên, lên trên, lên trên, lên trên. Đừng bắn nữa, chạy đi. Khổ ghê. Kia rồi, mục tiêu của mình kia rồi. À, mình có đồng đội. Mình có viện trợ, trời xe bọc thép luôn kìa, trời có sáu nòng luôn kìa. Đây nè, sáu nòng nè, dứt liền. Ủa? À, sáu nòng là sáu nòng phòng thủ anh em ạ. Này súng săn nè. Này súng săn. Ôi, không được cây này mình mua full đâu phụ kiện rồi. Tay cầm thiết gai à. Ai, ai, ai. Nó bồ bịch. Tiểu liên đâu, súng tiểu liên đâu. Gì đây? Thuốc nổ. Gì đây? Máy sóc tim à. Đặt thuốc nổ để cắt đuôi đàn hợp. Đù. Bây giờ phải đi ngược xuống nữa trời ạ. À. À, game này biết đùa thật ấy.
ngay từ đầu không làm gì đi. Là cái chỗ nãy mình đi lộn ấy. Mẹ bây giờ phải chạy xuống dưới kìa. Quái thật. Chết tôi rồi. Ôi chết rồi, bắn bồ rồi. Má cây vết to này nó ít đạn quá, nên mà bắn kiểu như không dám dũi á. Không dám xả luôn á. Nó chỉ có 11 băng, nó chỉ có 19 viên thôi. Thuốc nổ bên này. Đây rồi, cái cha bọn mày rồi. Ôi sao được có một trái vậy. Ủa, làm thuốc nổ bên đây mà. Ai, trời ơi. Quỷ. Chết liền, bắn vô điểm yếu nó là chết liền em ạ. Đồng quá cha. Không có lựu đạn vậy. Đi anh em ơi, đi xong rồi, nó nổ bây giờ. Có được một phút thôi đấy. Chạy đi, đừng có bắn nữa. Bỏ luôn. Lên, còn đâu nữa rồi, lên, lẹ. Còn 30 giây nữa, nhanh lên. Nhanh lên, nó nổ cho bây giờ, định mệnh. Nhóc. Nổ. Yeah. Được 600 tiền. Này thì dí với chúng tôi này. Mình cho nổ cây cầu để mình cắt cái đuôi cái bọn zombie đó. Nó sẽ không đuổi mình nữa. Thì là mình đỡ được một cái mối nguy hiểm rồi đấy. Có xe bọc thép đi rung bay. Này vì sao lúc đầu không cho mình đi nhờ. Mẹ bốn thằng mình lúc đầu mẹ te tua thế. Ủa, cô gái anh em ơi. Tới đoạn cô gái rồi. Mừng quá. Gái xinh. Trời mà tí xíu đó là dính xít của nó rồi. Ê, có chừng. Trời ơi, cái súng này bắn xi nhê gì. Chết mẹ, trong đây cũng có một thằng. Trời ơi, con chuột té nó không cô. Mẹ cái thằng chán thật sự. Ủa sao cái game này mẹ con gái làm bờ rồ mà con trai nhìn nó đù thế. Đồng quá, không xuể đâu. Như bị cắn hay sao kìa. Rồi, zombie mới. Được rồi, nó tới 4 cái tay lượng sao chơi.
Ý mình ví dụ như con bé đó nó hả họng ra mà máu con zombie nó rớt vô miệng nó, chẳng may nó nuốt vào cái tiếng nước bọt vào người thì nó phải bị nhiễm bệnh chứ ta. Mẹ quân đội gì mà suy nghĩ ấu chỉ vậy. Thua team mình á, địch bên team mình lực vãi chưởng. Team mạnh chưa? Team hơi bị bờ rồ luôn. Yeah, mình vô được cái chỗ doanh trại rồi nè. Mình hoàn thành được chương 1 nè, như giờ chuẩn bị qua chương 2 sao ấy. Tìm và giải cứu, đúng rồi. Ý, hình như là chưa chương 2 nữa, gọi là chương 1 năm. Mình mới hoàn thành được chương 1 4 mà bây giờ tới chương 1 năm này. Rồi là cây bé to à. Có súng gì lạ lạ bắn không? Trời, cây súng này súng gì vậy? Đây là khẩu súng tiểu liên anh em ạ. À, nó thay cho cái súng lục đó hả? Nếu vậy thì mình đổi cái AK mình bắn luôn đi nhờ. Cái này là cây súng trường AK nè, ít phổ biến. Thôi, mẹ bắn súng trường, ngu lắm anh em ạ. À, game bắn zombie và bắn mấy cái súng AR, mẹ nó ngu vãi chữ luôn. Tiến vào thị trấn và giải cứu những người còn sống sót. Cái này là cây dạng cây súng lục nè, SMG mà lai lục luôn hay sao ấy. Bởi vì nó cho mình ở cái ba lô 2. Hello. Hello my friend. Tiền. Cái này nó cứ rớt cái con gì xuống rồi, ghê quá. Hộp đang đến nè. Ui, để chờ nó me nó quýnh mình không à, mất dạy. Đây rồi, mình đâu thiếu đâu. Nướng luôn, mình nướng luôn. Sao mình lấy được ít lựu đạn quá ha. Chết mẹ học rồi. Đây là lựu đạn nổ là công phá mạnh hơn. Đi đâu nhờ. Ê, chùm mới hả? Ai da, má nó vả kìa. À, nó chết chưa? Chưa chết. Pesker kìa. Sắp nổ rồi. Đạn. Monster.
monsters. We live in a world of monsters. Đâu rồi, đồng đội đâu rồi? Nè. Mà sao vô mình nó không đếm dây ta? Má ném cái nó nổ luôn bay. Mày tuổi gì mày dí tao? Chùm đột kích hồi xưa nè mày. Ai cái đệt ở đâu ra thằng lùng vậy? Mình biết rồi, cái bơm ở trên tường anh em ạ. À. Mẹ nó không bắn cái nó phun ra nè, quỷ nè. Như mỗi lần mình sử dụng lửa nó cháy lâu lắm anh em. Có vẻ như mình thấy lửa nó hợp lý hơn á. Nó ngon hơn là cái bơm nổ nữa. Ây da, đông quá. Ủa? Rồi. Ấy trời ơi, cứu. Mày nhảy nhót với tao. Ủa có phải cứu người này không? Chết luôn. Ha, thanh niên núp mà ngu. Ê chết mẹ, lộn nhầm, cứu. Hai người là bốn người. Phải cứu bốn người anh em ạ. Đây rồi. À, đây rồi, nó bắt người trong đây nè, quỷ. Còn một người nữa thôi, cố lên. Mấy thằng nhóc. Đâu ta? Ủa đủ rồi hả? Ê đủ rồi nè. Ủa sao mình đếm có 3 mà ta? Quay về mấy ní ơi. Nhanh mấy ní ơi. Mẹ để vô nó ra bây giờ. À thằng này chưa chết. Ủa chết rồi hả? Go. Hay không? Vô đi mấy ní. Vô đi rồi đóng cửa lại mấy cha. Yeah. Lâu rồi không làm cái thể loại game này cuốn quá anh em ạ. Mình làm tiếp đây. Mình làm cho nó dài xíu anh em nhé. Xem cho nó sướng. Mình sẽ tới chương 1-16 giữa bầy đèn. Trời má chương 1 kìa. Chương 1 nó có quá trời luôn kìa. Ông địa ơi.
Đây, kiếm súng khác đi. Ôi, cái chùy à. Súng này nãy mình bắn rồi. Cây shotgun nè. Uầy, được phết. Mẹ nó, cái shotgun mà nó gắn cái cốp nhìn ảo thật đấy. Cốp này để làm màu thôi em ạ, gia cố thư viện thôi. Ai? Gia cố thư viện rồi, thấy rồi. Hết hồn. Đây. Bây giờ mình đi đây. Để cửa này nó đông quái cái nồi ạ. À, nhiệm vụ gì đâu mà định mệnh khoai thế. Cái này đồng đội phải phối hợp ăn ý nè mà, chứ không mẹ nó vả chết mình luôn ấy. Ủa xong rồi hả? Xong một cái rồi. Ở đâu nữa nhờ? Ôi, đâu ấy? Ơ kìa. Trời ơi, cái thằng này nó làm cái gì ở đây vậy? Em ơi. Mày dê con zombie à? Đây. Cứu bé. Đâu ta? Gia cố ở đâu nữa nhờ? Khó chịu cực anh em ạ. Kiểu phải vừa bắn zombie mà vừa kiếm chỗ để làm nhiệm vụ ấy. Ở đây. Yêu cầu phải có bơ. Đây rồi. Ủa? Đây. Cũng hơi là tốc độ đóng nhanh đấy. Mẹ nó, còn mò nữa không biết sao luôn á. Hai cái. Giờ mình phải kiếm cái chỗ mà có cái cửa sổ ấy. Cửa sổ bị hở hả? Đây. Thề có cái đống này là kiểu gì cũng có cửa để làm. Hộp đạn hiếm luôn. Cover. Cover đi mini ơi. Ủa? Xong rồi nè. Còn cửa nào nữa ta? Khả năng là ở trên lầu anh em ạ. Mình đó ở trên lầu ấy. Em mày thục cho mày banh xác luôn nè con. Để coi phải không nha. Đây. Ủa? Không phải hả? Thế cái cửa nằm đâu nhờ? Nó là ở dưới. Cái con gì ấy? Cho mày đẻ trứng luôn ở đó. Ở này rồi mà. Thế thì nó đâu nhỉ? Có khi nào mình ở dưới lầu không? Cái cửa này nãy mình cũng ấy rồi mà. Đây.
Cửa nào đây? Còn một cái cửa nữa mình đế biết nằm đâu đây nè. Đây rồi. Trời ơi, thì ra là mình phải làm từ ở dưới lên trên đây mà. Ở dưới trước xong mới lên lầu. Nhưng mình rút kinh nghiệm đi. Sao nhiệm vụ dễ vậy bấy? Đóng cái này không thấy có zombie luôn kìa. Vậy cứu những người nữa hả? Vậy cứu những người sống sót hả? Mình nghĩ chắc là ở trên lầu á. Cái tên nó chỉ đâu rồi? Mày nè, mũi tên nó chỉ mình đi đâu nè, cái bàn tay nó chỉ mình đi đâu nè nè. À trên nhỉ. Infection when necessary. Vậy thì gia cố làm mẹ gì sao không vậy, nó để bắn ngay từ lúc đầu luôn má. Hài thật sự game. Ê ê gì vậy? Giỡn quầy, má sọc gân đó mấy cha. Ôi bộ này nó ngu ghê thiệt chứ. Cuối cùng là người đâu? Bây giờ mình chỉ có bắn cái UMB đây mà. Lại sọc gân luôn. Cái game này nó không hướng dẫn cho mình cái mục tiêu nha. Đâu. Có phải người đây không? Thấy người bị nhốt đâu? Đệt mẹ nó thằng chó. Súng này đù quá đi em ạ. À được cái vừa thay đạn vừa bắn. Ơi hợp lý á. Rồi ơi, tôi đã kiếm ra được cái súng hợp với tôi rồi. À đù. Đi tôi thay đạn cực nhanh luôn em ạ. Trong đây. Cái này không có nút cận chiến hả ta? Ủa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ơ, cái đó là cái gì vậy? À, do thằng nó làm bùa. Skyline lại bóng vuốt à? thôi cho em xin. Ủa vậy xuống đây là đi đâu nữa ta? À cầu thang đi nè. Vãi người đâu? À V là cận chiến à.
Đông thế. Ở trong đây có người không mà sao đông vậy? Đây à, người trong đây à. Có đâu? Cướp siêu bự luôn. Người đâu? Vãi à, mẹ tụi này nó giấu người kinh thiệt. Từ từ coi, cẩn thận đi. Vậy cứu những người còn sống sót. Ở đây nè. Phải không? Đến nhà an toàn. Nhà an toàn đâu, nó hiện lên chưa? Đây rồi, nó hiện lên rồi. Ủa? Sao bộ mình nó xuống lẹ vậy? Ai đù? Bây giờ phải quay lại cái nhà an toàn nữa. Cái shotgun hồi nãy của mình. Chết chứ con. Lên đi, lên đi mấy chế ơi. Bắn cover cho lẹ lên, mở cửa ra nè, vô. Đập gì vậy, đập gì vậy, đập gì vậy, ngu. Ủa gì vậy, đụng nó leo lên được, thôi thôi, vô. À, thanh niên kia còn rớt xuống nữa, leo lên. Trời đủ. Ủa chưa ta? Mình căng thực sự luôn. Ok mấy ba anh em nha, mình hẹn em ở những cái nhiệm vụ tiếp theo đi. Con game này bắn biết bao giờ mới qua được hết được trời.